mọi người cũng cảnh báo em về cái vấn đề bị quá tải này rồi, thì lúc đấy thì em cũng cảm thấy mình nó cơ thể nó mệt mỏi quá rồi, thì nhưng mà do cái giai đoạn đấy thì cái thành tích của đội nó không được tốt, thì em cũng muốn để thi đấu để cải thiện cái thành tích của đội. Pha va chạm đấy hình như là đấy do em kiểu em bị kiểu quá tải rồi, kiểu thi đấu nhiều quá rồi, đến lúc đấy thì em kiểu em bị mất tập trung ấy. Em rất là tiếc, nếu mà em có cái thể trạng tốt hơn thì những cái pha đấy thì em nghĩ là em không bị chấn thương gì. Sau khi em bị thế thì em khuyên các bạn là nếu mà mình thi đấu nhiều rồi, nếu mà mình cảm thấy cái cơ thể mình nó không được sung mãn ấy, thì nên nên là thi đấu ít lại đi, để cho cơ thể nó hồi phục lại để mình có thể thi đấu được. Em nghĩ là bây giờ chắc là dùng Hải này. Hải rồi rồi Hậu, Mạnh, Duy, Toàn, Phan Văn Đức rồi Đình Trọng cũng bị chấn thương như thế, em nghĩ là cũng do tình trạng quá tải thôi. Nếu mà cứ thi đấu ầm ập như thế thì Mỹ chấn thương nó sẽ đến đến với mình nhanh lắm. Đúng là quá tải thì em nghĩ là không nên thi đấu thật sự, vì cái chấn thương nó dù là nhẹ nhất, đơn giản nhất nó cũng có thể đến bất cứ lúc nào. Vì như em tình huống ở Gia Lai đó, cũng không có cái gì đâu, nhưng mà nó đến thì cơ thể trạng mệt mỏi thì nó vẫn cứ đến bình thường thôi. Chứ nó không không thể đoán trước là bị lúc nào được, nhưng cơ thể mệt mỏi thì em nghĩ, mong là mọi người sẽ cố gắng, có thể hơi ngại nói là mình mệt mỏi thôi, nhưng mà mình nghĩ nên mình tự điều chỉnh. Như vậy là chúng ta vừa mới nghe Văn Thanh và Đình Trọng, hai trong số những thương binh của chúng ta, nói về nỗi ám ảnh, nỗi đau của chấn thương. Đôi khi chỉ vì một chút máu me, đôi khi chỉ một chút trách nhiệm, đôi khi chỉ là một chút không suy nghĩ cho bản thân mình thì chấn thương đã đến. Và cuối cùng là điều tồi tệ đã xảy ra. Nói thật với các bạn là chỉ có những người bị chấn thương lên bàn mổ và đặt tương lai sự nghiệp của mình trước một cái thử thách rất là lớn mới hiểu được rằng thực ra chấn thương nó là một cái điều cực kỳ kinh khủng. Và nhất là những cái chấn thương nghiêm trọng như là chấn thương gối, chấn thương lưng. Và ngày hôm nay thì chúng ta cũng sẽ nói sâu hơn về những cái vấn đề liên quan đến chấn thương và hệ lụy của nó. Thực sự thì hôm vừa rồi tôi cảm thấy rất là lo lắng, và đấy là lý do vì sao tôi làm cái clip của ngày hôm nay, là trước trận chung kết của AFC Cup khu vực Đông Nam Á giữa Hà Nội và Bình Dương, thì trong một buổi tập Quang Hải đã phải nghỉ giữa chừng và ra sân với sự chăm sóc của bác sĩ và một cái bịch đá được bó ở trên cổ chân. Và ở trong trận đấu đó với Bình Dương ấy, thì Quang Hải bị chăm sóc rất là kỹ lưỡng. Đương nhiên rồi, gặp đội nào thì người ta cũng sẽ chăm sóc Quang Hải thôi. Và anh ấy nằm sân rất là nhiều, nhiều khi là khuôn mặt kiểu bị biến dạng đi vì đau đớn. Thì mình nghĩ rằng là ngoài Quang Hải ra thì còn có rất nhiều những người thuộc nhóm nguy cơ rất là cao. Ví dụ như là Đoàn Văn Hậu, ví dụ như là Văn Toàn, thậm chí là Công Phượng và rất nhiều những cầu thủ khác, Duy Mạnh nữa. Đấy đều là tài sản của quốc gia. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nói là nguyên nhân là vì sao các cầu thủ của chúng ta bị chấn thương, và cái hệ lụy nếu có khi mà chấn thương xảy ra cho bản thân cầu thủ cũng như là nền bóng đá. Đặc biệt là chúng ta sẽ nhấn mạnh sẽ là huấn luyện viên Park Hang-seo đã khuyến cáo các cầu thủ cũng như là ứng xử với từng trường hợp chấn thương như thế nào. Chấn thương trong thể thao, đặc biệt là những cái môn thể thao đối kháng trực tiếp vô cùng mạnh mẽ như bóng đá, là điều không thể tránh khỏi. Nhưng khoa học y tế thể thao ra đời, nó giúp cho những người chơi môn thể thao đó hạn chế và có thể tránh được những chấn thương không đáng có, và đưa ra cái cách điều trị hiệu quả nhất khi xảy ra chấn thương. Chương trình Vlog Minh Hải xin được cảm ơn sự đồng hành của Dick Doctor, đai kéo giãn điều trị thoát vị địa đệm đã giúp chúng tôi thực hiện chương trình này. Một trong những nguyên nhân xảy ra chấn thương là quá tải, sự bào mòn về thể lực, sự mệt mỏi của cơ, xương, khớp. Nói cách đơn giản là khi cơ thể của chúng ta chỉ vác được có 50 cân thôi, nhưng mà chúng ta đã vác khoảng tầm 100 cân trong một khoảng thời gian rất dài, thì sớm hay muộn thì chúng ta cũng phải gục thôi. Bởi vì cái cơ thể của chúng ta nó không thể nào chịu được một cái cường độ và một cái khối lượng của công việc nó quá lớn như thế. Nó sẽ bào mòn, nó sẽ làm giảm tất cả những cái chức năng của cơ xương khớp, và cuối cùng là con người ta bị quá tải và gục ngã.
Và ở trong đội của huấn luyện viên Park Hang-seo, từ vòng chung kết U23 châu Á đến bây giờ thì đã có rất nhiều người phải lên bàn mổ. Đó là có Xuân Mạnh, có Văn Đức, Đình Trọng thì lên bàn mổ 2 lần trong vòng chỉ có 7 tháng. Những cầu thủ đã bị chấn thương và đã quay trở lại thì gồm có Duy Mạnh, gồm có Hồng Duy. Những cầu thủ đang bị chấn thương thì có Đức Huy. Và chắc chắn là trong nhóm thuộc nguy cơ rất là cao sẽ phải có Quang Hải, có Văn Hậu, có Văn Toàn, có Công Phượng. Và thực sự thì chúng ta không dám nghĩ những cái hậu quả tiếp theo sẽ là gì nếu một trong số những cầu thủ mà chúng ta vừa liệt kê ở nhóm nguy cơ siêu cao bị chấn thương. Nó không chỉ ảnh hưởng cho sự nghiệp của cầu thủ, nó ảnh hưởng ngay cho câu lạc bộ, cái sức mạnh của câu lạc bộ và đặc biệt là cái sức mạnh của đội tuyển quốc gia. Mà tới đây thì chúng ta sẽ chơi rất nhiều những giải đấu quan trọng, vòng loại World Cup và SEA Games 30. Không ai muốn các cầu thủ của chúng ta bị chấn thương cả, nhưng chúng ta phải tính toán để làm sao giúp cho các cầu thủ của chúng ta không bị xảy ra chấn thương. Cho nên là chúng ta phải đối đầu với nó, chúng ta phải nghiên cứu nó và chúng ta phải xử lý thông tin để biết ai đang nằm trong diện nguy cơ cao, ai sẽ phải đối diện với nguy cơ chấn thương và làm thế nào để giúp họ có thể tránh được cái con đường dẫn đến bệnh viện. Thì mình nghĩ là đến bây giờ có nhắm mắt chúng ta cũng có thể liệt kê được ra một cách chính xác ai là cầu thủ thuộc diện nguy cơ cao, ai là người quá tải. Bởi vì tất cả những cầu thủ mà đã thi đấu từ vòng chung kết U23 châu Á, ASEAN, AFF Cup và Asian Cup, rồi đến V-League, rồi đến Cúp Quốc gia, ở AFC Cup, AFC Champions League, vòng loại U23 châu Á, tất cả những cầu thủ đó đều thuộc diện nguy cơ rất cao. Bây giờ đứng đầu bảng chắc chắn là Nguyễn Quang Hải, người đã thi đấu đến khoảng tầm 110 trận chỉ trong vòng có 20 tháng qua. Và đây là một kỷ lục và tôi cũng chưa bao giờ tìm thấy được ở bất cứ một cầu thủ châu Âu nào mà họ có thể thi đấu với một cái lịch dày như thế. Và nói thật là Quang Hải đang nằm trong diện nguy cơ rất rất cao, trong khi Quang Hải lại là một cầu thủ vô cùng quan trọng, không chỉ của Hà Nội và của các đội tuyển quốc gia nữa. Quang Hải là trụ cột của Hà Nội, năm nay thì họ phải bảo vệ được chức vô địch V-League. Họ phải chinh phục được cúp quốc gia, danh hiệu duy nhất còn thiếu, và tiến xa ở AFC Cup. Bây giờ thì họ đã vào đến bán kết liên khu vực rồi. Còn ở các đội tuyển quốc gia thì Quang Hải luôn luôn là hạt nhân về mặt chiến thuật, là cầu thủ quan trọng nhất. Cho dù đấy có là chiến dịch giật tấm huy chương vàng SEA Games đầu tiên cho bóng đá Việt Nam hay là thực hiện cái tham vọng ở vòng loại World Cup. Thành ra là chúng ta thấy là cầu thủ này là cầu thủ rất quan trọng với tất cả các đội, tất cả các cấp độ. Chính bởi vì thế thành ra là anh ấy phải chơi rất là nhiều và nguy cơ dẫn đến tình trạng quá tải là rất cao. Rất nhiều người nói rằng ngay cả robot họ cũng cần có một khoảng thời gian để được chăm sóc, để được nghỉ ngơi, chứ đừng nói là con người. Mà da thịt của chúng ta không phải là mình đồng da sắt. Thành ra là tôi nghĩ là Quang Hải cần có một cái kế hoạch của Hà Nội cũng như là của các đội tuyển quốc gia. Trước đây thì tôi đã có một cái ý kiến là liệu ban huấn luyện đội tuyển quốc gia, bác sĩ Choice cùng với các bác sĩ của đội Hà Nội cũng như là đội Hà Nội nên có một cái kế hoạch nào đấy, nên có một cái sự bàn bạc để có thể giúp cho Quang Hải lấy lại, tái tạo lại cái sức chiến đấu của mình cũng như là giúp em tránh ra khỏi cái con đường dẫn đến chấn thương. Đây là điều tôi rất là mong mỏi và đấy là cách duy nhất để chúng ta bảo toàn được lực lượng cho những cái chiến trường quan trọng. Và Quang Hải thì đương nhiên là cầu thủ quan trọng nhất của tất cả chúng ta và chúng ta không bao giờ mong muốn Quang Hải bị chấn thương. Nhưng cứ mỗi một trận đấu ra sân, cứ thi đấu thêm một tí nữa, cố gắng thêm một tí nữa, thể lực bị bào mòn thêm một tí nữa thì nói thật với các bạn là nguy cơ nó đến ngày một gần hơn. Chúng tôi cũng đã có một cái sự thống kê là trong vòng 7 tháng vừa rồi thì Đoàn Văn Hậu đã chơi đến 43 trận và kéo dài đến 3.800 phút. Và đây là một kỷ lục. Quang Hải thì có thể có trận đấu được nghỉ hoặc là được thay ra sớm hoặc là vào sân từ hiệp 2, nhưng Đoàn Văn Hậu thì chúng ta thấy là chơi từ đầu đến cuối, cho dù đấy là King's Cup hay là AFC Cup hay AFC Champions League, V-League, Cúp Quốc gia, tất cả những đấu trường thì em đều phải thi đấu. Và bây giờ thì cái vị trí hậu vệ biên trái của đội Hà Nội ấy, và cái người thay thế được cho Đoàn Văn Hậu ấy thì đang bị chấn thương, thành ra là không còn sự lựa chọn nào khác, Văn Hậu lại phải thi đấu. Nếu khi mà thiếu trung vệ thì tôi nghĩ là huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm cũng sẽ nghĩ đến cái trường hợp là bó Đoàn Văn Hậu vào đá trung vệ. Tức là hiện nay ở vị trí hậu vệ trái hay thiếu trung vệ thì Đoàn Văn Hậu vẫn là một sự lựa chọn, và sự lựa chọn đấy là sự lựa chọn hàng đầu. Và trong vòng 7 tháng vừa rồi thì ở Việt Nam không ai chơi nhiều như Đoàn Văn Hậu, mà Đoàn Văn Hậu thì chơi từ vòng chung kết U23 châu Á cho đến tận bây giờ. Và thực sự đấy là một cái mật độ vô cùng dày. Trong khi đó thì những cầu thủ như là Duy Mạnh hay là Văn Toàn
thì cũng đã thi đấu trên 35 trận trong vòng 7 tháng vừa rồi. Đấy là một cái số lượng trận đấu cũng rất là cao. Một cầu thủ nữa có thể ra sân ít, nhưng mà tôi nghĩ là cái nguy cơ nó vẫn rất là cao, đấy là Công Phượng. Bởi vì bạn ấy phải tập luyện và thi đấu với những đối thủ mà ngửa mặt lên ai cũng là Tây cả. Thành ra là bạn phải cố gắng hơn, bạn ấy phải trau dồi nhiều hơn và tốn nhiều thể lực hơn. Một buổi tập với những cầu thủ Tây thì tôi tin là nó phải khốc liệt, nó phải bào mòn thể lực hơn những cái trận đấu, thậm chí là hơn cả những trận đấu ở đội tuyển quốc gia. Thành ra là mình nghĩ là Công Phượng cũng thuộc nhóm nguy cơ rất là cao. Và đấy chỉ là những cái cầu thủ mà chúng ta liệt kê ra thôi, còn rất nhiều những người khác nữa. Trong đấy có Hồng Duy vừa mới trở lại sau chấn thương, và bạn đấy đã bị dạn cái xương sụn sườn ở bên trong. Và đấy, như ban đầu thì người ta nói là chỉ khoảng tầm một tuần là quay lại, nhưng đến bây giờ là một tháng rồi. Hay là Đức Huy sau trận đấu với Sài Gòn thì bạn đã nghỉ đến trận đấu sau trận đấu của Hà Nội với BKMX Bình Dương ở trận chung kết lượt về AFC Cup ở khu vực Đông Nam Á, thì đã là 3 trận rồi mà Huy không ra sân. Đấy cũng là điều rất là kinh khủng. Hùng Dũng cũng đang phải cầy ải trên rất nhiều những các mặt trận. Và Hùng Dũng thì khả năng được trở thành một trong hai cầu thủ quá tuổi thi đấu ở SEA Games cũng rất là cao. Thành ra là mình nghĩ là cái tình trạng quá tải mà nguy cơ dẫn đến chấn thương nó đang rất là cao với tất cả những cầu thủ mà chúng ta vừa liệt kê. Huấn luyện viên Park Hang-seo thì rất lo cho chấn thương của các học trò. Nó chính xác ra là như thế. Cứ sau một vòng đấu là huấn luyện viên Park Hang-seo lại bắt đầu bằng tất cả các kênh của mình dò hỏi xem, thậm chí là xem qua truyền hình xem có ai bị chấn thương hay không. Và nói thật là tôi có thể cảm giác được là huấn luyện viên Park Hang-seo sau mỗi một vòng đấu cảm thấy rất là lo lắng. Đặc biệt là khi mà ông đến một cái sân nào đấy thì ngay lập tức là các bộ phận hỗ trợ công việc của mình phải thông báo ngay. Và khi Hồng Duy bị chấn thương trên Pleiku, ngay tối ngày hôm đấy ông gọi điện lên Pleiku yêu cầu Hồng Duy phải ra PVF để tập hồi phục ngay lập tức và phải làm việc với bác sĩ Choice ngay. Và trong cái lúc mà Hồng Duy ra còn nó còn khẩn trương đến mức mà chưa hoàn thành kịp các thủ tục. Đấy, chúng ta thấy là thầy Park thì luôn luôn rất là quan tâm. Ông thường xuyên gọi các cầu thủ của mình ra một chỗ, ngoài chuyện động viên ra nhưng mà nhắc nhở rất là nhiều. Thầy Park nhắc nhở với những cái nội dung là các cầu thủ cần phải biết cách tự điều chỉnh bản thân mình, chứ không phải là cứ ra sân là trận nào chúng ta cũng phải chiến đấu. Có những cái trận đấu chúng ta thấy là cái cơ thể của chúng ta nó không ở cái thể trạng tốt nhất, chúng ta đang mệt mỏi, chúng ta đang quá tải, thì chúng ta phải xin phép là tự điều chỉnh. Và thực sự là rất là may, ở đây phải nói rất là may cho các cầu thủ của đội Hà Nội của chúng ta. Đấy là những người mà họ luôn luôn lắng nghe được cơ thể của mình và dám nói với huấn luyện viên là em đang bị như thế này, con đang bị như thế này. Và huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm thì đã từng trả lời tôi một câu là bất cứ một cầu thủ nào của Hà Nội mà đề nghị được tự điều chỉnh hoặc được nghỉ trận đấu tới thì ông đều 100% là sẽ tạo điều kiện. Thành ra là đấy là lý do vì sao đến bây giờ mặc dù thi đấu rất là nhiều nhưng mà Quang Hải hay là Văn Hậu vẫn bình yên vô sự. Nhưng điều đấy không có nghĩa là nó có thể kéo dài được mãi. Bởi vì bản thân các cầu thủ chúng ta là rất khát khao. Ai chẳng muốn ra sân thi đấu, ai cũng muốn là mình đóng góp được một cái điều gì đó. Đặc biệt là những cầu thủ còn đang rất là trẻ. Và khi ra sân thì họ phải cháy hết mình, đúng không ạ? Và khi lên đội tuyển thì họ cũng sẽ phải chiến đấu bằng tất cả khả năng của mình. Bởi vì cả một tổ quốc đứng ngay sau lưng. Thì tôi nghĩ là trận đấu nào họ sẽ được có động lực. Mà những cầu thủ chuyên nghiệp của chúng ta, những cầu thủ khát khao của chúng ta thì không có chuyện là họ vừa đá vừa điều chỉnh ở trên sân. Trong rất nhiều những buổi họp về mặt chuyên môn thì huấn luyện viên Park Hang-seo thường xuyên nói về những cái ca chấn thương. Và cứ mỗi một lần bị chấn thương là huấn luyện viên Park Hang-seo của chúng ta lại ăn ngủ không yên. Bởi vì mất Phan Văn Đức là mất một trong số những cầu thủ chơi cực kỳ sáng tạo trên hàng công. Một người có thể chia sẻ cái nghĩa vụ gọi là kiến tạo lối chơi cùng với Quang Hải. Khi chúng ta mất Đình Trọng là chúng ta mất nguyên cả một cái trái tim của hàng thủ. Mặc dù đây là một cầu thủ trẻ, ngoài cái chuyện là anh ấy tỏa sáng về mặt cá nhân thì xét về mặt hệ thống thì Đình Trọng cũng có ảnh hưởng rất là lớn. Bởi vì trong lúc thi đấu ấy, là Đình Trọng thông tin cho anh em ở các vị trí khác rất là nhiều và cái công tác phối hợp diễn ra một cách vô cùng nhịp nhàng. Trong cái trận đấu gần nhất thì chúng ta đã thấy là Hùng Dũng đã trả lời là vắng Đình Trọng đi là cái tính liên kết của hàng thủ nó sẽ giảm đi. Và đặc biệt là người mới lắp vào cái vị trí của Trọng thì đôi khi không thể thi đấu ăn ý được với những cái vệ tinh xung quanh như là Đoàn Văn Hậu, như là Duy Mạnh hay là như là Quang Hải ở phía trên, còn Văn Quyết nữa. Thì đấy là một trong những yếu tố rất là nguy hiểm. Khi một cầu thủ của chúng ta bị chấn thương thì chúng ta hoàn toàn có thể kiếm được một người thay thế. Nói chung là một người với một cái đẳng cấp gần như tương đương.
Nhưng có một cái mất mát vô hình mà chúng ta khó nhìn ra. Đấy là cái mối tương tác với những cái vị trí còn lại. Khi mà Trần Đình Trọng bị chấn thương thì rõ ràng là chúng ta thấy là cái hệ thống phòng ngự của Hà Nội nó sẽ kém đi. Và chắc chắn một điều là cái tính liên kết của cầu thủ mới thay thế đó không bao giờ bằng được khi có Trần Đình Trọng. Bởi vì Trần Đình Trọng là người luôn luôn thiết lập một cái mối liên hệ về mặt thông tin bằng ngôn ngữ. Bạn ấy là người có thể là trẻ nhất ở trên sân, nhưng luôn luôn là người hò hét, luôn luôn là người động viên, đốc thúc anh em và điều chỉnh cả cái hệ thống phòng ngự. Thành ra là tất cả mọi thứ nó diễn ra một cách rất là hiệu quả. Hay là khi Phan Văn Đức bị chấn thương chẳng hạn, chúng ta đã mất đi một cầu thủ đá hai chân như một, dứt điểm rất là đa dạng, chuyền bóng rất là hay. Nhưng cái điều quan trọng ở đây là người thay thế liệu có thể chơi ăn ý với những cái vệ tinh bên cạnh như những gì Phan Văn Đức tạo được hay không. Thì tôi nghĩ là đây là điều không thể. Chúng ta đồng ý là cầu thủ này bị chấn thương thì đương nhiên chúng ta phải có người khác thay thế. Nhưng cái sự thay thế đấy nó có ổn hay không? Nó có bảo toàn được hệ thống hay không? Nó có ổn định được về sức mạnh hay không? Nó có sự đột biến hay không? Thì đấy là điều mà chúng ta phải suy nghĩ. Tất nhiên là khi huấn luyện viên Park Hang-seo cứ mất đi một cầu thủ là mất đi một sự lựa chọn nữa về mặt nhân lực, về mặt chiến thuật. Thành ra là bất cứ một cái chấn thương nào cũng làm cho đội của chúng ta giảm sức mạnh đi, bất biết là người thay thế là ai. Đấy là yếu tố tôi rất là muốn nói. Và chỉ còn một cách duy nhất thôi là giúp cho các cầu thủ của chúng ta có một cái lịch thi đấu, có một mật độ thi đấu nó phù hợp với cái sức của từng cầu thủ. Đấy là lý do vì sao ở những nền bóng đá tiên tiến ấy, là họ nghiên cứu trên thực thể của từng cầu thủ và đưa ra giáo án cũng như là cái kế hoạch tập luyện và thi đấu cho từng cầu thủ, chứ không phải là chúng ta đưa giáo án cho tất cả mọi người. Đấy, và khi cầu thủ này bị mệt mỏi thì ngay lập tức họ sẽ được chăm sóc. Đấy là chưa kể những cái yếu tố liên quan đến thuốc men, liên quan đến dụng cụ và liên quan đến sự hồi phục của Việt Nam của chúng ta còn thô sơ, còn lạc hậu hơn rất nhiều so với những nền bóng đá tiên tiến. Thành ra là cái sức hồi phục, cái tốc độ hồi phục của các cầu thủ của chúng ta chắc chắn là sẽ không được bằng những cái nền bóng đá khác đâu. Thành ra là chúng ta đừng đưa những cái cầu thủ như là Messi hay Ronaldo, họ thi đấu rất là nhiều như thế thì tại sao họ lại vẫn tránh được chấn thương? Là bởi vì ngoài cái chuyện họ có những nhà chuyên môn ở bên cạnh thì họ còn có những cái dụng cụ hỗ trợ như là thiết bị, như là thuốc men. Đấy là điều khác biệt. Chưa kể là cái nội lực của từng cầu thủ thuộc những cái chủng người khác nhau trên thế giới là khác nhau. Người Đông Nam Á của chúng ta là thấp nhất trên thế giới, người châu Á của chúng ta là thấp nhất trên thế giới. Nói một cách thuận hơn là người châu Á là người yếu nhất trên thế giới và người Đông Nam Á lại là người yếu nhất của châu Á. Thành ra là chúng ta yếu về mặt thể lực, tức là ông bà sinh ra cái nguồn gen của chúng ta nó đã là như thế này rồi, nó đã yếu rồi. Thứ hai là cơ sở vật chất, là dụng cụ, là thiết bị, là thuốc men, chúng ta cũng vẫn chưa bằng. Bản thân các cầu thủ của chúng ta cũng chưa có kiến thức để mà chăm sóc cơ thể của mình tốt nhất. Thì thành ra là tôi nghĩ là tổng hòa tất cả những yếu tố đấy, nó diễn ra chấn thương, và chấn thương rất nghiêm trọng. Chúng ta nên hệ thống lại tất cả những cái trường hợp chấn thương trước đây, khỏe như là Xuân Mạnh cũng chấn thương, đúng không ạ? Rồi đến Phan Văn Đức, rồi đến Đình Trọng, rất nhiều những cầu thủ như là Văn Thanh, rồi trước đó là Tuấn Anh, những cầu thủ bị chấn thương vặt rồi trở lại vắng một vài trận thì rất là nhiều, không thể nào liệt kê hết được. Thành ra là mình nghĩ là có lẽ là Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng nên kích hoạt lại cái ban gọi là ban y tế. Chúng ta phải đưa ra cái công tác dự đoán và chúng ta phải đưa ra những số liệu thống kê. Và ngay lập tức chúng ta phải khuyến cáo các câu lạc bộ cũng như là các đội tuyển quốc gia về trường hợp mà nguy cơ có thể xảy ra chấn thương cho các cầu thủ của chúng ta. Hiện nay thì ban y tế của Liên đoàn bóng đá Việt Nam có, nhưng mà hiện nay theo như tôi biết là rất ít hoạt động. Và đấy cũng là một điều mà có lẽ là chúng ta nên có một cái hướng nữa để chúng ta cảnh báo những cái trường hợp có thể xảy ra chấn thương. Để kết thúc lại chương trình ngày hôm nay thì Minh Hải xin phép được giới thiệu cũng như là chia sẻ với một số những bạn bị thoát vị đĩa đệm một trong những cái giải pháp rất là tốt cho các bạn, đấy là Đích Doctor. Thực ra thì cái bệnh thoát vị đĩa đệm ấy, nó đã tước đi sự nghiệp không biết của bao nhiêu cầu thủ Việt Nam rồi. Bởi vì nói thật là cứ bị về liên quan đến thoát vị đĩa đệm là nó rất là đau. Chúng ta hoạt động bình thường đã là đau rồi, đừng nói là chúng ta hoạt động gắng sức như là ở trong hoạt động thể thao, nhất là một cái môn như là bóng đá. Và nó khiến cho chúng ta, cái chất lượng cuộc sống của chúng ta đi xuống. Và thậm chí nếu chúng ta điều trị không chính xác, không hợp lý và không hiệu quả thì nó có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Nghiêm trọng nhất là chúng ta bị teo hai cái chi dưới và dẫn đến một cái tình trạng
là chúng ta tiểu tiện một cách vô thức, chúng ta không kiểm soát được. Thì đây chính là những thông tin rất là quan trọng dành cho những người bị thoát vị đĩa đệm mà tất cả chúng ta nên tham khảo. Và nếu như ai đó trong chúng ta không may mà bị thì chúng ta nên tìm đến những cái nơi thực sự là đáng tin tưởng để chúng ta chữa trị. Và Dick Doctor đương nhiên là một chuyên gia trong lĩnh vực đấy. Dick Doctor, bạn đau ở đâu? Có tôi ở đó. Bạn đã biết cách điều trị thoát vị đĩa đệm bằng đai kéo giãn cuộc sống Dick Doctor nhập khẩu từ Hàn Quốc chưa? Không giống như đai lưng, đai cổ thông thường, Dick Doctor khi được bơm hơi lên sẽ giúp giảm bớt áp lực lên đĩa đệm cuộc sống, giải tỏa sức nặng cơ thể đè nén lên đĩa đệm, giúp giảm chèn ép dây thần kinh và giải tỏa cơn đau. Đối với đai lưng Dick Doctor, bạn có thể sử dụng trong lúc đi lại, ngồi, sinh hoạt, khi lái xe và khi làm việc nặng. Đối với đai cổ Dick Doctor, bạn có thể sử dụng từ 2 đến 3 lần mỗi ngày, mỗi lần sử dụng 20 phút tại nhà hoặc cơ quan. Đai lưng Dick Doctor WG30 dành cho người dưới 60 kg có giá 3.600.000 đồng. Đai lưng Dick Doctor WG50 dành cho người trên 60 kg có giá 3.850.000 đồng. Đai cổ Dick Doctor CS300 sử dụng tư thế đứng ngồi có giá 3.850.000 đồng. Sản phẩm có hơn 20 năm kinh nghiệm, liên tục nghiên cứu và phát triển đã giúp cho rất nhiều khách hàng tại Việt Nam quên đi cơn đau cuộc sống. Bạn có thể đến dùng thử Dick Doctor tại 160 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội và hơn 50 đại lý trên toàn quốc. Hotline 0969 685 333, website diskdr.vn.